Chào tất cả mọi người, bữa nay mình sẽ dắt mọi người đi bắt cua. Mấy bữa nay chỗ mình ngày nào cũng mưa hết, chỗ mình trời cũng vừa mưa xong, cho nên mình xách cái thùng ra đồng bắt cua. Vì trời mưa lớn cua với cá nó thường hay lên lắm, với lại trời mưa lớn ngập hang của mấy con cua, cho nên nó bò ra khỏi hang mình cũng rất là dễ bắt nó khỏi thọc hang. Mình đi lòng vòng mấy con mương này nhìn thật là kỹ mới thấy nó, với lại mấy con mương này nước cũng cạn cho nên mình mới dễ bắt, chứ mà nước sâu làm gì bắt được nó. Còn đây mình đã thấy được con cua thứ ba rồi, mình chụp mình bắt nó mình cũng nhanh tay một chút, không thôi nó gặp mình nó lủi vô mấy bụi cỏ cũng rất là khó bắt. Ở quê thì cũng rất là dễ sống, mình chỉ cầm cái thau hay cái thùng ra đồng mò cua bắt ốc cũng có được một bữa qua ngày. Mình mới đi có một chút cũng được bao nhiêu đây, cũng khoảng 10 mấy con, cũng đủ một nồi canh cua rồi đó. Cua thì mình cũng đã mang sạch sẽ để cho gáo nước. Bữa nay mình nấu canh cua, mình nấu với rau dền, bình bát và một trái mớp. Canh cua hay lẩu cua gì có những loại rau này rất là ngon. Rau thì mình cũng đã rửa xong, quay ngang thì mình đâm cua thôi. Khi mình đâm cua mình cho vào một ít muối để mình nấu canh, cái phần điêu cua da và ngon hơn, nó sẽ không bị bở ra. Cua thì mình cũng đã đâm xong, bắt đầu thì mình lượt thôi, cho vào một ít nước, mình quậy đều lên rồi mình lấy cái khay mình lượt, 3-4 nước gì cũng được, yêu cầu là cho nó sạch cái thịt cua là được. Xong rồi mình bắt lên bếp, bắt đầu thì mình nấu canh thôi. Mình nấu cho đến cái khi nào cái phần điêu cua nó nổi lên trên mình thả mớp vào. Đến cái phần mình nêm mình nêm theo cái khẩu vị của mình là được. Mình nêm chủ yếu là đường, bột ngọt và muối thôi. Xong rồi mình cho rau dền và mình bát vào. Thấy cái gỗ rau nhiều như vậy chứ mình cho vào nồi canh nó sẹp lại có một chút à. Còn đây là cái phần điêu cua của mình nha, nó không bị bở ra luôn á, vì mình cho vào một ít muối khi đâm cua nó mới được như vậy. Nồi canh mình cũng đã chín, cho vào một ít hành lá nữa là xong. Còn đây là cái chảo cái linh kho của mình cũng đã chín, cho vào một ít tiêu nữa. Chào tất cả mọi người, đây là canh cua nha. Cua mình nấu với mớp bình bát đó, nấu mấy món này là cua nó rất là ngon nha, ngọt lắm. Đây còn đây là chảo cá linh kho. Thôi mời tất cả mọi người ăn cơm mình nha. Rất là tuyệt vời. Mấy rau này là tự mọc á, rau dền gai nấu với canh cua là rất là ngon. Rất là tuyệt vời, ngọt một cua cực kỳ nè, thịt cua này. Ngọt cái linh kho rất là tuyệt vời. Nước nó ngọt vì đồng cua đồng. Chan miếng nước cua vô ngọt không gì mà bằng canh cua đồng chứ. Nấu với mớp, rau già, thịt bát. Ôi nó ngon. Cá linh tuyệt vời.